nè mọi người ơi, khu vực chế biến hải sản. Gà quay, cá trứng, gỏi ngó sen, các bạn thân mến, hiện tại Trang Ngoại Thành đang ở buffet Tèo Tí Tuổn với đường Sông Hành, huyện Hóc Môn nha mọi người. Đó, đông khách nha mọi người. Hải sản tươi sống nè, hải sản tươi sống ở buffet Tèo Tí Tuổn đây mọi người. Đây có trứng luôn, hai quả trứng luôn, hai quả trứng luôn. Mở thành đậu phộng. Ở đây là quầy chế biến hải sản theo yêu cầu của quý khách. Có xào me, xào sả ớt, xào bơ, cháy tỏi, xào sa tế, rang muối. Rang muối. Ống cây với lại ống cây với lại sò huyết qua đây ạ. Cảm ơn nữa. Sao mẹ hả? Sao mẹ? Bơ. Bơ. Xào bơ. Đầu bếp chế bán sẵn luôn.